Chào các bạn, tôi là Thanh Nguyên. Tôi là bà bán phở. Tôi làm bánh phở từ năm 8 tuổi. Tôi bán phở ở 14 Bùi Viện, quận 1. Tôi thích đi du lịch. Tôi thích ẩm thực. Chào mừng các bạn đến với kênh bà là bán phở. Nào, chúng ta cùng khám phá thế.